Ok. Ờ chạy đâu? Chạy vô đi. Chưa gì hết tôi chưa. Mở cửa ra đi, sao thôi. Mở hết hai cửa ra. Đùa. Ừ, cảnh hỗn loạn quá. Cảnh hỗn loạn. Cameo. Hay. Vô. Cameo. Yeah. Cảnh hỗn loạn. Gì sao đó? Shaking hand. Yeah. Hook shot. Đù, hai cây luôn. Cây vẫn để máy quay. Ừ. Ê, tránh ra. Được chưa? Rồi, bắt đầu đi. Tao thử vô nó hiếp tao chứ. Dạ. Tiến đâu? Hai thằng hai bên nhảy vào bắt nó nha. Giờ lôi quân ra nha. Lôi quân rồi lôi ra đây nè. Được chưa? Ok. Ừ, qua đó. Lẫm đi quân. Chịu tôi quay nó nha. Ê, đi nè. Đủ mấy cái nó đây mà nó bắn nó là sao? Vì à, cái tôi không bắn đâu. Thì tụi nó đánh lén mà ngu. Dài, vô đây. Đánh lên. Cắt. Ok. Kệ, cứ làm đi. Nhưng mà đứng yên hoàn toàn. Rồi. Lạc vẫn đang để quay á. Vẫn đang quay. Nó sẽ cắt cảnh sao mình. Đây để quay mặt Mẫn rồi, Mẫn cười. Cười. Bỏ. Không phải chết. Ông chiếu cảnh đứa nào chết nè. Là sao? Tức là khi nào nó chết hết rồi ông. Nói chung là bên mình thắng thì thua. Vãi lờ. Ê quay, mày hướng cái này trước phải không? Ê khoan. Khoan. Lạc, cảnh này góc gần quá, lấy góc xa chút đi. Ra đây nè, ra sáng nè. Mày là cameraman mà. Ra sáng đi. Chỗ này gần quá. Lại. Lại đi mấy bạn. Lại đi mấy chị. Đờ mờ. Ê, mấy người kia chích ra thôi. Chích ra đi, đang quay mà. Xin lỗi.
Chỉnh ra má ơi. Có cắt tiếng ra mà. Nhanh nhanh nhanh. Nhanh về còn Pháp nữa Lẹ ơi. Vô. Bắt đầu vô. Rồi, không gần cảnh đó đi. Đang quay. Đâu cả. Đâu gì vui đâu con. You said rồi, đang quay test hàng nha. Tôi đang ngồi thì không nói, tôi không biết nó đang từ đâu ra nha. Tôi giật mình như mình ngồi nằm xuống, nằm cuối người xuống chút à, là sắp xa xa ghế rồi. Okay. Bài phải không? Ra sau lưng tôi quay tiếp. Ai? Từ. Mở mất cái. Thì mở không banh máy bay luôn. Rồi. Được nha. Rồi. Xong rồi. Ok. Anh. Không quay. Rồi. Quay lại, làm lại. Chết thành. Trúng mất thành rồi. Đá cái này không quay gần lại. Không thể quay thứ. Ok, cái bàn nó che lại rồi. Một hai ba vô. Có gì vui không? lâu quá để ta cứ chờ nó vô đi. Cắt đi Để lâu quá. Hai ba vô. Rồi, ok. Khoan, tiếp tục đi. Không có mực gì hết. Tại vì đi đó. Chứ hết mực nha. Thì nó đó, tôi kêu nghỉ gì. Trời ơi. Cái Easter egg trong mỗi cái bộ phim. Nội. Nội bỡ quá. Má. Vẫn tiếp tục quay nhé. Này vẫn tiếp tục quay nè. Nhìn chút cuối cùng nè. Rồi xong. Xong.
Là quay lại lúc bỏ mũ xuống rồi. Là lỡ ngắt phim. Bộ quá. Dạ. Yeah. Tưởng. Rồi quay đi. Ok. Okay. Rồi, bây giờ ai muốn về nhà thì để về nhà, còn ai mà muốn tiếp tục kháng chiến thì đi lên gì chợ gì đó còn có ra để dẫn cái lời thầy lên đâu. Rồi tất cả quỳ xuống, quỳ xuống, rồi cáo từ. Rồi hai người qua đây đi. Rồi chết đi đâu? Rồi mẫu đi đâu đi? Ở trời đó. Quay cảnh tôi đi tới nha, quay cảnh tôi đi tới, rồi sau đó chiếu vô mặt tụi này, chiếu rồi mấy ông ra hãy hung dữ vậy, cái ra, thấy chưa? Đây. Chưa chuẩn bị hết á. Rồi, thì à, quay cảnh tôi lúc thì tôi xẻo ra cổ vậy á, thấy chỉ thấy khuôn mặt tôi thôi nha. Rồi cắt. Chờ ngao, cái này ghê. Rồi. Hay quá. Đúng rồi tới B3. Rồi. Đi vào. Rồi. Đi vào, tôi uống trước. Né cái đầu ra Thành, né cái đầu ra Thành. Đưa tới nào tao quay hình đó. Tới mày cắt rồi nè. Cắt cái đầu nha. Nhiễu vô. Xích giả Thành. Cái này phải mày gần á chứ sao. Mày gần đi. Mày gần đi. Quay lại cảnh của ông Thành á. Được rồi, thấy mà. Ok. Rồi. Lên công. Dạ tôi quay hang này trước nè. Rồi. Dạy, hang thập dân vào đi. Làm gì? Quýnh. Rồi. Hỏi tao cũng cái gì? Đó. Rồi. Dạ ok. Dạ chọt vào đó. Ừ. Dạ cứ chọt tiếp đi. Cứ chọt tiếp đi. Mày đúng chưa? Hả? Dạ ok. Quay mấy cái xuống. Quay mấy cái xuống. Ừ. Đó. Dạ ok. Để công đi. Nãy tôi mới lúc này sao nghe lén nữa. Công nghe lén. Công nghe lén. Con người nghe lén mà. Con người nghe lén. Mình phóng nghe đi con. Chọt tiếp đi. Rồi. Đó. Dạ tiếp tục nha. Rồi cho chị quay xuống công. Dạ sao? Vô kéo. Nào vô kéo. Mày kéo không? Chuẩn bị nha. Thành ra Thành. 1, 2, 3. Rồi vô đi. Cắt rồi. Yeah.
ba. Dạ, làm lại lần thứ hai. Làm lại lần thứ hai cho anh chắc. Được cảm chưa? Dài. Dài có cái cục đá hay gì không? Có cái cục đá. À, cái nón bảo hiểm nè, cái nón bảo hiểm nè. Có coi trong Scary Movie phần 4 lúc này nhỏ kia té ở ghế á. Làm vậy đi. Nè, cục đá thầy đó thì nó bị mày điên nữa. Hả? Giờ đó nó có nó bị nó cục đá đi. Thôi cái này nhìn kỳ quá. Cái nó bảo hiểm như nó hài hước. Mày điên ra thầy đó nó bị điên. Lấy cái hộp bánh kìa. Thì hồi đó có máy iPhone đâu. Thôi mày cái hộp đại đi. Ừ để lại nó rồi. Rồi. Cái này ông chỉ cần nằm xuống rồi. Đợi để tôi qua canh đúng góc độ. Ông chứ ông làm cái dạng như nào. Nào đi lộn đây. Người ta đây. Rồi té xuống lại, ông nằm xuống lại, nằm xuống lại. Rồi. Không, vậy nè. Ông làm vậy nè. Ông chỉ cần ông ngồi xuống sẵn rồi. Tao làm mắt né nha. Ừ, sao không được. Ngồi xuống sẵn, ngồi xuống sẵn. Làm chậm rồi, tôi có thể làm chậm xuống. Rồi, vô đi. Ủa, cái hộp cái chúng mà. Rồi. Đang quay. À. Chạy đi Hiếu. Đưa đầu ra chào cái. Tiếp. Thằng Hiếu vừa núp vô cái có cái đôi dài bay qua. Trời ơi, khoan, chơi. Cái này chiếu bất tường chứ. Đúng rồi. Sao á? Sao ra. Rồi. Ok. Rồi vô, chào đi. Rồi, chào đi. Rồi, chuẩn bị cận cảnh. Quăng bơm. Cảnh nào cơ? Cảnh này quăng đồ mà né nha. Quăng đó hả? Đang quay tiếp á. Đúng rồi, lúc nãy luôn, nhưng mà thầy chạy sẽ quăng bơm. Giờ nè, giống như giờ mày quăng bơm cho mất luôn. Đứng không? Mày đứng ha, cái rồi vụ nó liền đồ đi né hết vậy bộ. Cái, sao đó ông thấy ra. Cái xong rồi cái đủ quá. Ôi, đâu quá. Cái nào? Quay phần chân thôi nha. Kêu xuống. Ờ, cái đấy cục đá chọi đi, ném xuống. Đừng. Ê, đừng nói cục đá văng ngược lại chúng mày. Quay cho chắc nha. Rồi, quay đi. Quăng bom đây. Quăng dữ vậy. Quăng vào cho nó đụng kiểu đi. Rồi, ao rồi. Rồi, xong. Ông kéo vô. 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 Ông kéo vô.